Thấy chưa, tại em ấy đã bảo ăn đi thì không ăn cơ, cứ để cho chị lắc mãi ăn đi, bảo mày ngon nó mới bảo lắc mà. Hiện nay chẳng có ba cam. Ba cam làm gì nhỉ? Em ra từ bao giờ? Làm gì ấy? Chị đang lắc bỏng. Ố, chị bị hâm à? Làm sao? Nhá, bình thường nhá, bây giờ có món khoai lắc đúng không? Có món xoài lắc đúng không? Xong lại còn có thêm cả xúc xích lắc đúng không? Thế bây giờ chị có bỏng lắc. Đấy, để chờ chị đắc tí nữa. Đấy, bây giờ em ăn đi nhá, em ăn xem có khác bỏng thường không? Ừ, ngon lắm, đảm bảo luôn. Giống bỏng, giống bỏng bình thường mà. Ai bảo giống bỏng bình thường? Bỏng này rõ ràng là bỏng. Chị mua bỏng về nhá, xong chị ngồi chị lắc 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 lắc. Nó phải là bỏng lắc chứ sao lại bỏng bình thường được. Chị lắc cái gì? Chị lắc với bỏng. Trời ơi, đổ hết ra rồi. Thấy chưa, tại em ấy đã bảo ăn đi thì không ăn cơ, cứ để cho chị lắc mãi ăn đi, bảo mày ngon nó mới bỏng lắc mà. Thôi, đùa chị, thực ra chị thấy người ta cứ có khoai lắc rồi xoài lắc nên là chị mua bỏng về lắc thử thôi mà. Ăn thử đấy nha. Thôi mà, ông bà vừa em đến từ bao giờ ấy? Chị chơi vào chiều đấy kia. Thế à? Nào, ăn đi, ngon không? Ngon không? Giòn không? Không có trong một chiều. Ừ thì đùa tí thôi, lắc thử xem có cảm giác gì không chứ. Cái gói bỏng này nằm chứ có cái gì để mà lắc. Ngon không, ngon nhỉ? Còn này ăn đi. Hay là ra kia chơi cùng chuột chuột đi. Ngon. Đấy, hai cho mình chuột. Hai chuột đây. Hôm nay công ty không có ai chị em mình hầu được chưa? Nhầm. Em chở trước đi. Chẳng ký chị chuột mất rồi đừng có khóc. Nhìn ta đây. Không biết chị chuột kiểu gì. Chân chị dài rồi này. Bê bê, phu su chuột đây, chị đón ở dưới này. Đi. Hay á. Hay lắm. Chị sẽ đón xu ở đây. Nào. Chuột đi.